Xin chào tất cả các em. Trong bài ngày hôm nay thì cô Trinh đã quay trở lại và hướng dẫn hỗ trợ cho các em trong nội dung của cái chuyên đề cuối cùng phần hình học, đó là về hình nón, hình trụ và hình cầu. Và trong phần này thì bài ngày hôm nay thì cô sẽ chữa cho chúng ta bài trước. Và trong tiết trước thì các em đã nắm được về hình trụ rồi đúng không? Và chúng ta cũng đã có được cái công thức để tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần cũng như là thể tích của hình hình trụ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chữa phần bài tập về nhà, thì cô tin rằng là cái phần này nó không quá khó đối với các em, bởi vì là chủ yếu là mình áp dụng công thức thôi chứ không có gì là đặc biệt cả. Và lưu ý rằng là học sinh đã ăn nhau ở trong cái nội dung này khi mà kiểm tra trong đề thi vào 10 ấy, chủ yếu là về nhớ công thức. Nhiều bạn không nhớ được công thức thì sẽ dễ bị mất điểm, có bạn nào nhớ công thức thì thật ra chỉ cần 1 đến 2 phút là các bạn ấy đã có thể hoàn thiện được cái bài tập liên quan đến phần này rồi. Bài đầu tiên cô đã cho là cho hai lọ có dạng hình trụ như hình vẽ. Và đề hỏi đây là hỏi dung tích của cái lọ nào lớn hơn. Thì bài toán này thì ra là gặp rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ như là các cái cửa hàng, người ta thường cái cầu mua sắm ấy, cái cầu cái lượng mà khách hàng uống đồ uống thì họ hay dựa vào việc là tăng cái size, cái cỡ của các cái ly nước lên. Và rất nhiều bạn thì thấy rằng là có khi là ly nước cao, nhìn thấy ly nước cao thì nghĩ rằng là cái thể tích của nó nhiều hơn là ly nước thấp. Nhưng mà thực tế rằng là nếu như mà chúng ta có cái thời gian để chúng ta tìm hiểu ấy, thì chúng ta thử mua hai cái ly nước, một cái thì size M và một cái là size L, để chúng ta về xem, hoặc là trà sữa đấy để chúng ta xem, thì chúng ta sẽ thử thử độ giữa hai loại đấy và thấy là cái sự chênh lệch của nó là không đáng kể và gần như là bằng nhau luôn. Cho nên nó chỉ là một cái chiêu trò hoặc là một cái sự kích cầu của cái doanh nghiệp, của cái đơn vị bán hàng thì thôi. Ở đây cũng chính là một cái lợi ích khá là lớn của việc là hiểu được nguyên lý của cái phần hình trụ. Bây giờ thì đối với bài 1 này thì ta có này. Muốn xem lọ nào có dung tích lớn hơn thì chúng ta phải đi tìm thể tích của nó. Cái công thức tính thể tích hình trụ là gì? Ta có thể tích của hình trụ V đúng không ạ? Thì được tính bởi công thức là phi R bình nhân với H. Trong đó R chính là bán kính của đường tròn đáy, H là chiều cao của hình trụ này. Vậy từ đây thì chúng ta sẽ tính lần lượt gọi thể tích của hình trụ đầu tiên là V1. Vậy các em có thể tính nhanh cho cô V1 này. Cũng sẽ bằng gì nhỉ? Pi R ở đây thì chúng ta giữ nguyên R đúng không? H H thì đây là 2H, như vậy chúng ta nhân với 2, 2H. Vậy công thức chung ở đây chính là 2 pi R bình H. Đối với thể tích của V1 thì chúng ta có thể ký hiệu đây là đơn vị thể tích nhé. Bởi vì đề người ta không cho cụ thể thì chúng ta ký hiệu ở phía cuối là đơn vị thể tích. Còn nếu như mà diện tích thì chúng ta sẽ ký hiệu là đơn vị diện tích. V2 chúng ta cùng tính thì ta thấy rằng là bán kính đáy của nó lại là 2R. Vậy ta có công thức là pi nhân với 2R tất cả bình phương nhân với chiều cao là H. Vậy tính nhanh ra thì ta sẽ thu được là 4 pi R bình nhân với H đúng không ạ? Đây cũng là đơn vị thể tích. Và rõ ràng thì quan sát vào đây thì chúng ta có thể chỉ ra được ngay là suy ra cái V1 này thực tế thì sẽ nhỏ hơn V2, hay là cái V2 này thực chất là đã gấp 2 lần thể tích của V1. Mặc dù quan sát nhé, chiều cao thì V1 của cái bình số 1 này gấp đôi chiều cao của bình số 2. Nhưng cái bán kính đáy đúng không ạ? Thì của cái bình thứ hai này, của cái lọ thứ hai này lại gấp đôi lọ thứ nhất, thì cái thể tích của nó cũng đã có sự cái thay đổi. Như vậy là đối với bài số 1 thì chúng ta xử lý nhanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần bài số 2. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung của bài số 2. Bài số 2 ở đây người ta cho mình đấy là cho một cái trục lăn có dạng hình trụ với chiều dài của trục lăn dài 2 mét. Và lúc này trục lăn là đặt nằm nằm ngang ở trên mặt nền đất. Và người ta cho mình đấy là đường kính của đường tròn đáy có cái độ dài là 42 cm. Đúng ạ? Vậy thì ở đây người ta hỏi mình là sau khi lăn 10 vòng trên trục lăn này ở trên sân phẳng thì diện tích thu được là bao nhiêu? Vậy chúng ta phải nhớ đến đấy là đối với cái diện tích này thì chúng ta có hình trụ thì sẽ có mấy loại diện tích. Đó sẽ là gồm có hai loại diện tích là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Vậy công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ thì được tính bởi công thức nào? Đó là 2 pi RH. Thì đây chính là diện tích xung quanh. Còn diện tích toàn phần thì chính là diện tích xung quanh cộng với cả diện tích của hai đáy nữa.
Vậy chúng ta có 2pi rh cộng với 2pi r bình. Vậy xuất hiện ở đây là có bán kính và chiều cao của hình trụ. Ở trong bài này thì ta lại có là hai cái đơn vị khác nhau, một là đơn vị cm, hai đơn vị mét. Chúng ta phải đưa cùng về một đơn vị. Và ta thấy rằng người ta nên đưa về theo đơn vị là mét, nó dễ tính hơn. Thì ta có 42 cm đúng không ạ? Thì bằng với gì? 0,42 m. Để đổi nhá. Và người ta cho mình thì là đường kính của đường tròn đáy là 42. Rất nhiều bạn sẽ nhầm nhá. Đường kính chứ không phải là bán kính. Vậy chúng ta muốn sử dụng công thức này, chúng ta sẽ đi tính bán kính. Hoặc nếu không thì bạn nào mà nhanh hay trí một chút thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái công thức này đưa về theo đường kính ấy. Thì chúng ta có này, 2R thì có phải là D không? D chính là đường kính nhá. Thì ta sẽ có là pi D nhân H đúng nào? Và cộng với bên này. R thì chính là D đúng không? D trên 2. Vậy R bình sẽ là D bình trên 4 và thêm nhân 2 vào phần tử số thì chúng ta sẽ thu được là pi D bình trên 2. Đó là nếu như bạn nào nhanh nhá, chúng ta thì sử dụng cách này. Còn nếu không thì chúng ta cứ tính cho cô theo công thức gốc ở đây. Chỉ nhớ công thức gốc này thôi. Thì ta chỉ ra cho cô đấy là bán kính đường tròn đáy của trục lăn là dài thế nào? 0,42 chia 2 bằng 0,21. Đơn vị đây là mét. Và sau khi có được bán kính này rồi, chúng ta tính cái diện tích xung quanh đúng không ạ? Bởi vì ta thấy rằng nó sẽ lăn trên mặt phẳng đấy, thì hoàn toàn cứ một vòng thì nó sẽ ứng với cái diện tích xung quanh của cái hình trụ này, của cái con lăn này. Và 10 vòng thì chúng ta chỉ cần nhân lên với 10 thôi. Thế đây thì ta có thể tính luôn nhá. Đấy là diện tích khi con lăn, hay khi trục lăn cũng được nhá, khi trục lăn lăn trên mặt sân phẳng 10 vòng là thì ta lấy gì nhỉ? 10 này nhân với cái diện tích xung quanh 2pi rh thì chúng ta dùng cái diện tích xung quanh nhá. Còn đâu cái diện tích toàn phần thì chúng ta mới có cái công thức này. Còn đây thì chúng ta có thể sử dụng diện tích xung quanh. Thì nếu mà nhìn nhanh thì nó đưa về theo cả cái đường kính ấy thì cũng có thể sử dụng cho cô. Đấy chính là pi d nhân h. Nhưng đây chúng ta trực tiếp dùng cho cô luôn về bán kính nhá. Để tránh trường hợp mà chúng ta phải nhớ nhiều ấy, cho nên chúng ta chỉ cần dùng bán kính thôi. Thì ta có là pi đúng không? Nhân với 2πRH này, ghi lại 2πRH bằng 10 nhân 2 nhân 3,14 là lấy giá trị pi bằng 3,14 đúng không ạ? Tiếp nhân với R ở đây là 0,21 chưa? Và nhân với H là 2. Vậy tính nhanh ra thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 26,3 đơn vị là mét mét vuông đúng không ạ? Thì tính thử cho cô xem kết quả ra chuẩn nhá. 26,3 đấy. Như vậy là sau khi chúng ta hoàn thiện xong bài này rồi thì chúng ta thấy rằng là khá đơn giản, chúng ta chỉ cần áp dụng cái công thức thôi. Và những bài tập liên quan phần này không chỉ dừng lại ở đây mà nó còn kết hợp với những cái hình khối khác nữa. Và trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái hình khối còn lại đó. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi xem xét đối với vấn đề số 2, đó là về hình nón cột cũng như là hình cầu và diện tích xung quanh thể tích của hình nón cột, hình cầu. Ở trong sách giáo khoa của các em thì phần này nó sẽ chia thành hai bài riêng. Một bài đấy là liên quan đến hình nón và hình nón cột, bài về hình cầu riêng. Tuy nhiên để chúng ta có thể là tổng hợp kiến thức này thì cô đã cho vào trong nội dung của bài ngày hôm nay để chúng ta có thể kết thúc phần liên quan đến chuyên đề hình trụ, hình nón, hình cầu này ở trong vòng khoảng 3 buổi thôi nhá. Thế lưu ý là chúng ta sẽ cùng xem xét cho cô như sau. Vậy thì chúng ta phải định nghĩa được thế nào là hình nón cột cũng như là hình cầu. Về hình ảnh của hình nón thì có rất nhiều ở trong cuộc sống,
đúng như cái tên gọi của nó. Hình nón thì chúng ta đều biết là ở Việt Nam thì có cái hình ảnh của chiếc nón lá đúng không ạ? Thì đây, thực tế thì chúng ta có rất nhiều cách gặp những cái hình ảnh về chiếc nón lá này, rất nhiều trong cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng là chiếc nón này thì có đỉnh đúng không ạ? Và cái phần đáy của nó chính là một đường tròn. Và nếu như bạn nào mà chưa biết đến ở thành phố mà chưa biết đến nữa, cái chiếc nón lá này thì chúng ta có thể ở về nông thôn hoặc là xem tìm hiểu trên sách báo thì chúng ta sẽ có được cái quy trình để chúng ta làm được một chiếc nón. Và ngoài cái hình ảnh với chiếc nón này ra thì cô có thể minh họa mô phỏng về hình ảnh của hình nón như sau. Trên đây là cô có hình ảnh về hình nón. Và bây giờ thì hình ảnh 3D này thì cô sẽ xoay xoay nó để các em có thể dễ dàng quan sát về phần đáy. À, ta thấy đáy của nó là hình tròn đúng không? Đáy là một hình tròn và có một đỉnh, đấy chưa? Đó. Và các mặt bên của nó thì hoàn toàn là cái việc mà chúng ta sẽ có một cái trục giữa đối xứng, một cái trục đối xứng của cái hình nón này, và cũng tương tự giống như ở trong phần hình trụ thì chúng ta cũng có đường sinh. Và khi đó thì khi quét cái đường sinh này xung quanh cái trục đấy thì chúng ta sẽ thu được hình nón cụ thể như sau. Ở đây thì cô có một hình tam giác vuông, và lúc này thì cô sẽ cố định cái chiều cao của cái tam giác này và cô quét cái đường cạnh huyền của nó xung quanh cái đường chiều cao này, hay còn gọi là trục. Và với cái bán kính đáy ở đây thì cô sẽ gọi nó là R, và khi cô quét thì cô sẽ thu được một cái hình nón và có phần đáy là hình tròn. Đấy là phần mô tả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô về những cái tính chất của cái hình nón như này. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay được là cái sự tạo thành của hình nón. Cái hình nón đây thì được tạo thành khi mà chúng ta quay cái tam giác. Ở đây thì cô gọi đây điểm A, điểm O và điểm C. Muốn tạo thành hình nón thì cô sẽ quay cạnh AC xung quanh trục OA với bán kính đấy là OC. Và khi đó thì chúng ta sẽ thu được cái hình nón. Trong đó thì chúng ta sẽ có đường cao chính là OA. Đường sinh thực chất chính là cạnh AC đấy, AC và những cái đường mà nối từ đỉnh tới điểm bất kỳ ở trên cái đường tròn đáy. Và cuối cùng là chúng ta có đáy. Đây là ba cái yếu tố quan trọng của hình nón. Và lưu ý ở đây cho cô như sau. Cạnh OC thì sẽ quét lên đáy của hình nón là một đường tròn và có tâm là O. Cạnh AC đúng không? AC thì quét lên mặt xung quanh nhá. AC thì quét lên mặt xung quanh của cái hình nón này. Và nếu như người ta hỏi diện tích xung quanh thì chính là diện tích tính diện tích của cái mặt xung quanh này. Đấy. Mỗi vị trí của AC thì được gọi là một đường sinh. Được chưa? Mỗi vị trí AC được gọi là một đường sinh. Và lúc này A thì được gọi là đỉnh của hình nón. O được gọi là tâm của đáy. Được chưa? Và AO thì sẽ được gọi là đường cao của hình nón này. Đấy là cho cô nhớ lại cho cô về một số những cái tính chất của hình nón. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát tiếp cho cô như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ trải thử cái hình nón này ra để xem là liệu cái tính diện tích xung quanh cũng như là thể tích của nó có dễ hay không. Ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi mà trải cái hình nón này ra, tức là giống như nếu mà chúng ta còn chưa nhớ ấy, chúng ta có thể hình dung ra chiếc mũ sinh nhật ở nhà của các em. Thì trong mỗi dịp sinh nhật chúng ta đều có những cái mũ này đúng không? Và nó cũng có dạng là hình nón. Và khi mà muốn làm được chiếc mũ này thì người ta đã phải làm bằng cách là sử dụng tấm bìa cắt tông và cắt theo nó hình quạt. Và sau đó ghép lại với nhau thì chúng ta sẽ thu được cái hình nón. Ở đây thì khi mà trải ra thì chúng ta chỉ cần cắt cắt dọc theo cái đường sinh thôi và trải cái mặt xung quanh nó ra. Thì như vậy là khi mà trải ra thì ta thấy rằng là chúng ta sẽ thu được cái phần diện tích xung quanh này sẽ chính là diện tích của cung tròn đúng không ạ? Cung tròn với cái tâm ở đây như vừa rồi chúng ta đã dựng để là tâm là A đấy. Và chúng ta sẽ có là cái cung tròn này có độ dài cung tròn là LCT, có nghĩa là độ dài cung tròn nhá. Còn đâu L là đường sinh
của hình nón thì trong trong trường hợp khi mà chúng ta trải nó ra, nó đóng vai trò là bán kính của cái cung tròn đấy. Vậy thì muốn xác định xem là diện tích của cái phần này là gì thì chúng ta sẽ cùng giải cho cô những cái ý sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ gọi cái bán kính nhé, bán kính đáy của hình nón là R, đường sinh là L này. Và khi đó thì chúng ta có cái diện tích xung quanh của hình nón này, thực chất chính là diện tích của hình quạt. Diện tích của hình quạt mà cô mô phỏng ở đây không bao gồm đáy nhé, không bao gồm đáy, bởi vì diện tích toàn phần thì mới bao gồm diện tích xung quanh và diện tích đáy. Nhưng chúng ta chỉ đang tính diện tích xung quanh thôi. Tiếp theo, các em hãy xem xét cho cô là cái độ dài của cung tròn này được tính bởi công thức nào? Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái diện tích xung quanh. Thế còn diện tích toàn phần thì chính là diện tích xung quanh cộng với phần diện tích đáy. Bây giờ thì chúng ta có thể dừng video lại để chúng ta xem là điền vào những cái vị trí này như thế nào. Sau khi chúng ta điền xong rồi thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem là liệu chúng ta đã thực hiện đúng hay chưa nhá. Thứ nhất này, diện tích xung quanh, đúng không ạ? Chính là cái phần diện tích ở trên đây. Mà muốn tính được cái diện tích xung quanh này thì ta sẽ có độ dài của cái cung tròn, được chưa? Độ dài cung tròn này thực chất chính là cái chu vi của cái đường tròn, chu vi của cái đường tròn này. Đây là chu vi nhé, của đường tròn này. Vậy thì ở đây rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ ra được là diện tích xung quanh của cái hình quả chính là độ dài của cung tròn nhân với cái bán kính thì nãy L ấy, đường sinh L ấy, và chia cho 2. Mà độ dài của cung tròn thì lại được tính bởi công thức là 2pi R. Do đó thì ta sẽ thu được diện tích xung quanh là 2pi RL trên 2. Và thu gọn lại ta thu được là pi RL. Khi có được diện tích xung quanh thì quá dễ để suy ra diện tích toàn phần. Bởi vì diện tích toàn phần thì gồm diện tích xung quanh cộng với diện tích đáy. Mà đáy này thì nó là hình tròn rồi, đường tròn rồi. Thì chúng ta sử dụng luôn công thức ta thu được là pi RL cộng pi R bình. Nhưng mà đây thì chúng ta có thấy cái điều gì đặc biệt không nhỉ? Ta có thấy điều gì đặc biệt so với cái diện tích của hình trụ hay không? So với hình trụ ấy thì chúng ta muốn đi xác định được cái thể tích của hình nón thì chúng ta sẽ dựa vào hình trụ. Cô xin lỗi. Và lưu ý cho cô trong phần này nhá, chút nữa chúng ta sẽ nói về thể tích sau. Bây giờ thì tổng hợp dựa vào cái công thức ở đây, chúng ta có thể chỉ ra cho cô ngay là diện tích xung quanh của hình nón chính là pi L L. Tiếp, diện tích toàn phần của hình nón sẽ là pi R L cộng với pi R bình. Và chút nữa chúng ta sẽ sử dụng công thức này để có thể giải bài tập. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô về phần tiếp theo là thể tích của hình nón. Nhắc đến thể tích của hình nón này thì ta có minh họa lại cái hình nón này như vừa nãy nhá. Thì muốn tính được cái thể tích của hình nón thì người ta đã sử dụng bằng cách là người ta dùng một cái hình trụ có bán kính đáy bằng với bán kính đáy của hình nón, chiều cao bằng với hình nón, và người ta thả cái hình nón này vào hình trụ đấy, vào cái hộp hình trụ đấy, và người ta đổ nước vào. Và khi mà phần nước này mà dâng lên đầy ấy, người ta nhấc cái phần hình hình nón này ra, thì cái phần nước ở trong chính là phần thể tích của hình nón. Và các em có thể xem cái phần thí nghiệm này ở trong sách giáo khoa của mình. Ở đây thì cô tổng hợp lại thì ta sẽ thu được là cái phần thể tích của cái hình nón này thực chất chính là 1 phần 3 pi R bình nhân với H. Tức là thể tích của hình nón này thực chất chính là bằng gì nhỉ? 1 phần 3 thể tích của hình trụ. Đấy là lưu ý nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công thức như sau. Công thức tính diện tích xung quanh, công thức tính diện tích toàn phần và công thức tính thể tích của hình nón để chúng ta giải quyết cho cô phần bài tập ví dụ số 1. Bây giờ thì em hãy cùng xem xét đối với cái phần ví dụ số 1 này và chúng ta sẽ cùng thử tính xem là trong cái trường hợp khi có R, L và diện tích xung quanh thì những vị trí ô trống ở đây chúng ta cần phải bổ sung điền yếu tố nào. Và khi có R, H thì chúng ta sẽ sử dụng tính cái diện tích xung quanh này bằng cách nào? Lưu ý nhá, về các ký hiệu nhá. R chính là bán kính đáy, L là độ dài của đường sinh và H là chiều cao của hình nón. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện.
À, các em đã tính hay xong hay chưa nhỉ? À, nếu mà bạn nào xong rồi thì có thể kiểm tra với phần đáp án này nhá. Thì ta có như sau này, đối với hình nón, đúng không? Trong cái trường hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ dễ dàng thu được cái diện tích xung quanh bằng 549,5. Ở đây người ta không cho đơn vị, mà người ta chỉ cho đơn vị độ dài là cm thôi, chứ không ghi ở rõ trên hình. Thì chúng ta nhớ rằng đầu bài đã cho rồi nhá. Thì chúng ta sử dụng theo công thức là gì? À, pi r nhân với l với pi thì bằng 3,14 rồi, đã thu được kết quả ở đây. Tiếp theo thì muốn có tính được cái đường đường sinh này thì chúng ta sẽ sử dụng gì? À, diện tích xung quanh chia cho pi r, diện tích xung quanh chia pi r. L này thì bằng s xung quanh của hình nón chia cho pi r. Đó, thì chúng ta có thể tính được và kết quả ra được là 12 cm. Xuống đến phần thể tích thì ta sẽ có là khi có bán kính này, có chiều cao này thì muốn tính V, áp dụng ngay công thức, ta thu được ngay công thức là 1005, 1005 đơn vị là cm khối rồi. Thế còn ở bên dưới chúng ta sẽ thu được là khi mà muốn tìm H nhá, muốn tìm H thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ phải tương ứng là H sẽ bằng 3 lần V đúng không ạ? Chia cho gì? Pi R bình phương. Và chúng ta sử dụng công thức để chúng ta tính. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 25. 25 đây sẽ là đơn vị là cm nhé, cm. Đấy, như vậy là trong nội dung của phần này thì chúng ta thấy rằng là cũng khá là đơn giản. Chỉ cần áp dụng được đúng công thức. Cô yêu cầu là chúng ta về nhà phải học thuộc công thức này để chúng ta có thể vận dụng ở trong các cái tiết tiếp theo nữa. Như vậy là chúng ta hoàn thiện xong phần hình nón này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái hình khác nữa. Đó chính là hình nón cụt. Đối với cái hình tiếp theo đó chính là hình nón cụt thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem là liệu thì hình nón cụt này thì nó sẽ có hình dạng như thế nào nhá. Thì chúng ta thấy rằng là hình nón thì chúng ta biết cái kiến thức rồi đúng không ạ? Đáy của nó là hình tròn và các mặt bên của nó được tạo lập bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái đường sinh và quay xung quanh trục đường cao OA lúc nãy. Đối với cái hình nón cụt thì hình ảnh ở trên đây cô minh họa như sau. Hình nón cụt thực chất chính là việc mà chúng ta sử dụng một mặt cắt song song với đường tròn đáy, mặt phẳng đáy của hình nón và cắt cái hình nón này thì thành hai phần thì chúng ta sẽ thu được cái phần bên dưới này sẽ là được gọi là hình nón cụt. Còn cái phần đỉnh bên trên cũng là một hình nón đúng không ạ? Thì nếu bạn nào mà tư duy nhanh chúng ta sẽ tưởng tượng ra. Ở đây thì cô không vẽ lại dưới dạng 3D nữa thì hy vọng rằng các bạn có thể tưởng tượng được. Và chúng ta nhìn thấy rằng là đối với hình nón cụt này đúng không ạ? Thì nó cũng được xây dựng bằng cách là sử dụng hình hình thang vuông với trục đây là BO và đường sinh chính là CG. Và khi quay cái đường sinh này xung quanh trục thì chúng ta quét lên hai mặt phẳng đáy, hai đường tròn với lần lượt các bán kính khác nhau thì chúng ta có thể hoàn toàn gọi bán kính của đường tròn phía trên là R1, của đường tròn phía dưới là R2. Và tương tự thì chúng ta cũng sẽ đi tính được cái diện tích xung quanh của hình nón cụt này. Cụ thể thì trước khi đó thì chúng ta phải nắm được nhá là hình nón cụt là có hai đáy là hình tròn và không bằng nhau, không bằng nhau. Nếu mà hai đáy mà bằng nhau thì lúc này nó lại thu được là hình trụ mất rồi. Và hai đáy này là nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau nhá và có đường nối tâm chính là trục đối xứng. Thì ta có diện tích xung quanh của cái hình nón cụt này sẽ được tính bởi công thức là pi R1 cộng R2 nhân với L. Diện tích xung quanh chính là cái phần mà chúng ta mô tả ra. Nếu như chúng ta không nhớ ấy, thì chúng ta có thể làm thử ra nháp của mình. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chính là một cái đoạn phần của cái đường vành khăn đấy, đường vành khăn đấy. Chúng ta có thể sử dụng cái đấy. Rồi, sau khi chúng ta có được diện tích xung quanh, chúng ta nhớ cho cô công thức này thì chúng ta sẽ có thể tích của cái hình nón cụt và tính thể tích của hình nón cụt này thì chúng ta sẽ được tính bởi công thức là V bằng 1/3 pi pi nhân với h R1 bình cộng R2 bình và cộng R1 R2. Ở đây thì đối với hình nón cụt thì đa số là người ta sẽ ít xảy ra, ít gặp ở trong các phần đề thi, cho nên cô giới thiệu ở đây mang tính chất là giúp cho các em có thể hiểu được cơ bản về hình nón cụt
và những công thức áp dụng của nó. Và nếu như bạn nào mà chưa nhớ thì chúng ta có thể lưu lại phần này. Rồi, thì sau khi mà hoàn thiện xong được nội dung của hình nhân cụt này thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang cho cô phần tiếp theo, đó chính là hình cầu. Hình cầu thì có quen thuộc hay không? À, hình cầu thì bạn nào cũng sẽ gặp rồi đúng không? Ngày xưa thì chơi bóng này, chơi bi, rồi thì các cái hình chẳng hạn như là bóng đá hay bóng bàn, bóng chuyền đều sử dụng đến cái tính chất của hình cầu, không ai là không biết cả. Và có bao giờ các em tự hỏi là làm sao để chúng ta có thể xác định được đường cầu hay không, và làm sao có thể làm vẽ được chuẩn hình cầu, thì chúng ta sẽ cùng quan sát cô như sau nhé. Ở trên đây là cô có hai quả bóng, một cái quả bóng này như là quả bóng rổ đúng không, quả hai là quả bóng đá. Bây giờ cô sẽ xoay quả bóng này đó, thì chúng ta thấy rằng là khi xoay thì các mặt bên của nó sẽ rất đều nhau đúng không, đều nhau. Và hoàn toàn thì nếu như mà chúng ta muốn xác định để xem là biểu diễn được cái hình cầu này như thế nào thì chúng ta cần phải sử dụng những mặt cắt. Trên đây cô có một hình cầu đúng không? Hình cầu này. Và bây giờ cô sử dụng một mặt cắt và cắt chính giữa của hình cầu đấy. Thì như vậy cô sẽ thu được hai phần. Và các em nhận thấy rằng là hình cầu này thì khi mà cắt bởi một mặt cắt bất kỳ đúng không ạ, đi qua tâm của hình cầu thì ta sẽ thu được là một hình tròn, một đường tròn. Và để xác định được đường cầu, hình cầu này thì chúng ta cũng sử dụng các cái công thức tương tự. Được chưa? Thì chúng ta có thể nhớ cho cô về hình cầu như sau. Cho hình cầu có R là bán kính của bán kính của cái đường tròn ấy, và D là đường kính. Khi đó thì chúng ta sẽ có cái diện tích của mặt cầu, nhớ nhé. Chúng ta gọi là diện tích mặt cầu chứ không gọi là diện tích hình cầu, bởi vì cái mặt của nó là mặt bao quanh, đúng không? Bao quanh đấy. Diện tích mặt cầu ở đây sẽ được tính bởi công thức là S bằng 4pi R bình. S bằng 4pi R bình. Và thể tích của mặt cầu, thể tích của mặt cầu này, hay còn gọi thể tích của hình cầu cũng được nhé. Cái này có thể ghi cho cô lại thể tích hình cầu thì đúng hơn, chính xác hơn. Muốn tính thể tích hình cầu thì chúng ta cũng làm tương tự giống như đối với hình nón ấy, chúng ta sẽ sử dụng một cái hình bình hình trụ, và sau đấy thì chúng ta có cái hình trụ, bình hình trụ đấy nó có cái phần bán kính đáy ấy, hay còn gọi là đường kính đáy ấy, sẽ bằng với bán kính hay là còn gọi là đường kính của hình cầu này. Và chúng ta thả cái hình cầu đấy vào, đổ nước lên và chúng ta nhấc hình cầu đấy ra, thì cái phần nước ở bên trong lại chính là thể tích của hình cầu cần tìm. Và người ta tính ra được cái công thức thể tích là V bằng 4 phần 3 pi R mũ 3, và đơn vị thể tích. Thì chúng ta có thể sử dụng ngay công thức này để có thể áp dụng trực tiếp để đi giải quyết các bài tập cho cô liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát vào trong cái phần ví dụ tiếp theo, ứng dụng của phần tính thể tích cũng như là diện tích của hình cầu và các cái hình liên quan. Em sẽ quan sát cho cô phần ví dụ số 2 nhé. Đề bài cho là một bồn chứa nước của cái xe cứu hỏa này gồm có hai nửa hình cầu, đúng không? Gồm có hai nửa. Hình cầu có đường kính là 2 mét đấy. Ở đây là cô mô phỏng cái mặt mà hình chiếu của nó. Thế còn thực tế chúng ta có thể tưởng tượng ra là nó cái bồn chứa của xe cứu hỏa ấy. Rồi, thì chúng ta có là vào một cái hình trụ có chiều dài là 3,5 mét như này. Người ta yêu cầu là tính thể tích của cái bồn nước đó. Bài cầu làm tròn hình chữ số là phần thứ hai. Thế ở đây xuất hiện một cái bài toán là kết hợp giữa cả hình trụ và hình cầu. Vậy chúng ta có thể làm như thế nào để chúng ta xác định được? Rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy rằng là hai đầu này chính là hai nửa hình cầu. Và nếu như ghép chung lại thì chúng ta sẽ thu được một hình cầu, đúng không ạ? Vậy chúng ta tính từng cái phần thể tích một. Đấy. Và phần ở giữa này thì chính là phần thể tích của hình trụ. Được chưa ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng cho cô, tính cho cô lần lượt cái thể tích của cả cái bồn chứa này luôn. Đầu tiên thì chúng ta có thể tính cho cô là thể tích của phần thế nào? Đây. Hai nửa hình cầu ấy, hai nửa hình cầu của xe cứu hỏa, và chúng ta tính cái thể tích của cái phần trụ ở giữa sau. Chúng ta có thể sử dụng lý nhanh như đây. Bởi vì rõ ràng là bài toán ở đây thì đưa hết đến đơn vị mét rồi, chúng ta nhớ lại công thức tính về thể tích hình trụ trước nhá. Cô viết lại về thể tích hình trụ này để cho nhớ. Thì chính là pi r bình nhân với h, pi r bình nhân với h. Thế còn thể tích của hình cầu thì bằng gì? Vừa học xong. 4/3
pi r mũ mũ 3, 4/3 pi r mũ 3. Đấy thì là lưu ý. Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp sử dụng luôn, tính luôn nhá. Thì ta có thể tính trực tiếp cho cô như sau. Đấy là thể tích bồn chứa nước là, hoặc là gồm hai phần nhá, của mình ghi rõ ra gồm hai phần đi, mình tính lần lượt ra cho nó đơn giản. Gồm hai phần V1 là thể tích hai nửa hình cầu. Hai nửa hình cầu thì chính là một hình cầu thôi. Có bán kính, đúng không ạ? Bán kính là, ở kia người ta cho mình là đường kính là 2 mét, thì chúng ta tính cái bán kính thôi là 1 mét. Đấy, V1 là thể tích của hai nửa hình cầu có bán kính 1 mét. Thì cái V1 này được tính bởi công thức là gì? 4/3 pi r mũ 3. Nhưng mà ở đây mình phải nhân với 2, bởi vì là gì nhỉ? À có, xin lỗi, ở đây không có nhân với 2 nữa. Bởi vì cái V1 này thực chất chính là cả cả cái hình cầu ấy rồi, nên chúng ta không có nhân với 2 nữa, mà chúng ta chỉ cần là 4/3 pi r mũ 3 thôi là cả hình cầu rồi. Bằng 4/3 nhân với pi nhân với 1, đúng không ạ? Thì chúng ta để nguyên như này. Ở đây thì chúng ta có thể ký hiệu cho cô vào đơn đề bài cho mét, đúng không? Đơn vị là mét khối. Lưu ý nhá, chúng ta không sử dụng bằng cách là trực tiếp lấy pi bằng 3,14 trong trường hợp này, mà chúng ta chỉ thay 3,14 vào cái giá trị cuối cùng, bước cuối cùng khi tính thôi, để tránh có cái sự sai sót, sai số quá lớn. Tiếp theo, V2 là thể tích phần hình trụ có chiều cao, đúng không? Chiều cao là 3,5 mét. Hay có chiều dài cũng được nhá. Đề bài người ta cho chiều dài mà, 3,5 mét. Đấy, bán kính mình cũng lấy. Bán kính đường tròn đáy là 1 mét. Ở đây thì lưu ý vì sao cô lại cứ nhắc là chúng ta nên sử dụng công thức về bán kính hơn. Mà bởi vì là nếu như mà chúng ta lại nhớ thêm công thức về đường kính nữa thì nó quá nhiều cái công thức, đúng không? Tốt nhất là chúng ta chỉ nhớ công thức liên quan đến bán kính thôi. Chúng ta sẽ tính theo cô V2 này. Nhớ viết công thức ra nhé. Ta sẽ thu được là pi r bình nhân với h và tính luôn. Pi r là 1 rồi, đúng không ạ? 1 rồi. Nhân 1 nhân với h là 3,5. Như vậy kết quả thu được là 3,5 pi. Đơn vị là mét khối. Và đây thì chúng ta sẽ có là, vậy thì thể tích của cả bồn chứa nước là, từ đây suy ra, thể tích bồn chứa nước là V bằng V1 cộng với V2. Được chưa? V1 cộng với V2. Và chúng ta tính ra chính là 4/3 pi, đúng không? Cộng với 3,5 pi. Đấy. Đây, các em có thể tính nhanh cho cô nhá, tự tính cho cô về cái đơn vị này để chúng ta xem là ra kết quả là bao nhiêu. Thì ở đây cô sẽ không thực hiện tính nốt nữa, mà chúng ta sẽ tự nhân vào cho cô với kết quả 3,14. Đây có thể viết lại chút như sau. 4/3 này. Đây. 4/3. Đúng không? Cộng với 3,5 thì lấy là 7/2 đi. Đấy, nhân với 3,14. Đấy, ra kết quả bao nhiêu? Bổ sung ở phía sau. Và nhớ đơn vị cho cô là mét khối nhá. Đấy, thì các bạn sẽ tính hộ cô cái phần này. Rồi, như vậy là trong nội dung của phần này thì chúng ta thấy rằng là có cái sự kết hợp giữa thể tích của hình trụ và hình cầu. Và trong những bài toán khác, người ta cũng có thể ứng dụng cái nội dung này vào những cái hình ảnh thực tế. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của phần bài tập về nhà.
À, vừa rồi thì các em thấy rằng là chúng ta đã rất là cố gắng để chúng ta có thể giải quyết nốt được những cái hình hình học khác đúng không? Là chúng ta đã nắm được về ba hình, đó là về hình nón cụt và hình cầu. Và cô sẽ giao cho chúng ta bài tập về nhà thì gồm có hai bài để các em có thể tư duy nhá. Bài tập về nhà của nội dung ngày hôm nay đó là bài số 1. Quả bóng đá được sử dụng trong thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League 2020 có đường kính là 22 cm. Và để bơm căng quả bóng này thì cần bao nhiêu cm khối khí và làm tròn hình chữ số thập phân thứ nhất. Đấy, lưu ý nhá về cái yêu cầu của bài toán. Và bài thứ hai thì sẽ liên quan đến nón. Đó là chiếc mũ của chú hề thì có kích thước cho theo hình vẽ ở đây. Đề bài cho là hãy tính tổng cái diện tích vải cần có để làm mũ và không kể diềm, phần diềm, mép cũng như là phần thừa. Có nghĩa là chúng ta chỉ đi xử lý gì thôi. À, cái phần hình nón này mà thôi nhá, lưu ý. Và nội dung của bài ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Thì cô Trinh xin thân ái hẹn và chào gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.